cùng thì cái thằng hay giấu dép mình trong lớp cũng đã bị cô phát hiện và phạt rồi. Món bánh ngày hôm nay Quỳnh làm chỉ còn có bột mì, trứng và đường thôi, ai cũng có thể làm được. Cùng Quỳnh làm và nghe tâm sự của bạn Đức Minh nha. Minh năm nay học lớp 7, trong lớp sĩ số của nam nhiều hơn nữ cho nên là tụi nó quậy lắm luôn. Và cầm đầu bọn quậy phá trong lớp đó là thằng tên Tài. Nó học dở ẹ cà và chuyên phá phách và không hề nghe lời thầy cô luôn. Đi học không có mang sách vở bút viết gì hết, toàn là mượn ké. Mà xài xong là xu của người ta luôn hoặc là làm hư khỏi trả. Vì nó giang hồ lắm cho nên là trong lớp nó cũng không có ai dám làm gì nó hết. Có một trò mà nó rất thích đó là chơi giấu dép giấu dài của người khác. Phải nói là nó rất hay, nó canh có khoảng thời gian nào đó mà không ai phát hiện hết. Ai cũng biết là nó làm nhưng mà không có bằng chứng cho nên là không có bắt được tại trận. Trong lớp rất nhiều đứa bị rồi nhưng mà ông trời không phụ lòng người, kẻ xấu sẽ phải bị phạt thôi. Hóa ra là nó đào đất rồi giấu dép của mọi người xuống đất ở những cái gốc cây đằng sau trường. Hèn chi tìm hoài không ra. Nó bị phát hiện là vì ngày hôm đó nó đang giấu dép thì chú bảo vệ bắt gặp được, mang nó lên phòng giám thị và liên hệ với cô chủ nhiệm luôn. Kết quả là nó ăn bản kiểm điểm rồi phải mời ba mẹ vô đền tiền lại trả giày dép cho các bạn. May là chú bảo vệ phát hiện chứ không phải là một bạn nào trong lớp cả. Nếu không với tính khí của nó thì bạn đó có thể trở thành nạn nhân bị bắt nạt rồi đó.